ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Minh Khôi, sinh năm 1965, tại thôn Tân Nghĩa, xã Tân Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 7 năm 2013, cô mang theo một xà bách đến khu vực chợ Tân Hà để kiếm việc làm. Nhưng không có, nên cô vào quán bún ở thôn Tân Trung để xin ăn uống, thì được hai người đàn ông cho ăn bún và uống rượu. Khi hai người này ra về, thì cô mang bún và rượu còn lại đến cạnh chỗ xe bán cây giống của bà Hoàng Thị Vui gần đó và ngồi uống tiếp. Nên bà Vui đến nắm áo, kéo cô đi nơi khác, làm đổ rượu của cô. Bực tức vì rượu bị đổ, cô đã dùng xà bách bổ vào đầu bà Vui, làm bà Vui tử vong do chấn thương sọ não sau 9 ngày chạy chữa. Hành vi của cô đã xâm hại đến tính mạng của người khác và gây mất trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, Nguyễn Minh Cô là đối tượng đã có tiền sử tâm thần trước đó. Sau khi bị bắt giam, cô bị đưa đi điều trị tâm thần bắt buộc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Do những yếu tố này, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Minh Côi 5 năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 90 triệu đồng. Ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Văn Trường, sinh năm 1982, ngụ tại tỉnh Thanh Hóa, vào tạm trú tại xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2016, sau khi đã uống rượu tại nhà ông Vũ Hoa Cương tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, Trường đã có lời lẽ xúc phạm chị Hiền là vợ của ông Trường, nên ông Cương đã khuyên ngăn nhưng không được. Sẵn có hơi men, Trường càng chửi bới chị Hiền. Tức quá, ông Cương lấy búa đánh vào đầu Trường, làm chảy máu và đuổi ra khỏi nhà. Khi Trường đi ra khỏi nhà, ông Cương đuổi theo tiếp tục dùng cây đánh vào đầu và vai của Trường. Bực tức vì bị đánh, Trường đã lấy dao mang theo đâm vào người ông Cương nhiều nhát. Hậu quả ông Cương chết do suy hô hấp cấp, do thủng phổi trái. Hành vi của bị cáo Trường đã xâm hại trực tiếp đến tính mạng của ông Cương, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Trường đã thành khẩn khai báo phạm tội lần đầu. Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trường 10 năm tù giam, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 103 triệu đồng tiền chi phí. Ngày 26 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Văn Minh, sinh năm 1999, ngụ tại thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương, về tội giết người. Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 29 tháng 1 năm 2016, sau khi uống rượu, Minh nghe tiếng cãi nhau từ số nhà 220, đường 2 tháng 4, thị trấn Thành Mỹ, huyện Đơn Dương. Minh nhìn sang thì thấy anh Phạm Văn Minh cầm ghế trong nhà ném ra ngoài đường, sau đó đến gần cửa ra vào cây gỗ với mẹ là bà Lê Thị Công. Thấy vậy, Minh liền nhớ tới cái tát cách đây 4 năm bị Phạm Văn Minh tát, nên Minh liền lấy hai con dao Thái Lan, mỗi tay cầm một dao đi đến chỗ anh Phạm Văn Minh và đâm anh Phạm Văn Minh hai nhát vào bụng. Hậu quả làm anh Phạm Văn Minh gục tại chỗ. Nhờ đi cấp cứu kịp thời nên anh Phạm Văn Minh không chết, kết quả thương tật 68%. Tại phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo đã trực tiếp làm hại đến sức khỏe của người khác, có tính chất côn đồ và gây mất trật tự tại địa phương. Tuy nhiên, khi phạm tội, bị cáo chưa đủ 18 tuổi, nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Văn Minh 8 năm tù, buộc gia đình bị cáo bồi thường cho bị hại 75 triệu đồng. Nhưng theo những người dân sinh sống ở đây cho biết, công trình này đã từng bị trưng dụng và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Nhưng đến nay, ngoài một phần được công ty cổ phần sách và thiết bị Lâm Đồng thuê làm kho sách, thì phần còn lại có 3 hội dân sinh sống.